Người tình bỏ đi, cha bóc cổ con gái 8 tuổi đến chết. Sau khi ly dị vợ, đối tượng đưa con gái 8 tuổi từ Thái Bình vào Đà Nẵng sinh sống với người phụ nữ khác. Do người vợ cũ ghen tuông làm người phụ nữ mới bỏ đi, đối tượng tức giận bóp cổ con gái đến chết rồi vứt xác xuống sông Hàn. Ngày 25 tháng 2, Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, một vụ giết người dã man vừa xảy ra trên địa bàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, vào khoảng 2 giờ sáng 24 tháng 2, đơn vị này nhận được tin báo của bà Hát, sinh năm 1972, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, về việc cháu ngoại của bà Huyền là N, sinh năm 2011, trú huyện Hưng Hà, Thái Bình, bị cha ruột là Bùi Văn Hời, sinh năm 1985, trú huyện Hưng Hà, Thái Bình, giết và phi tang xác xuống sông Hàn, Đà Nẵng. Nhận được tin báo, Công an thành phố Đà Nẵng đã điều tra, làm rõ thông tin, tìm kiếm nạn nhân và truy bắt đối tượng nghi vấn. Đến 4 giờ sáng nay, ngày 25 tháng 2, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ được nghi can Bùi Văn Hời. Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, qua kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3 năm 2018, sau khi hoàn thành thủ tục ly dị vợ là Hát, sinh năm 1991, trú tỉnh Thái Bình, Hời đưa cháu nở vào Đà Nẵng sinh sống và gửi tại chùa. Đến tháng 1 năm 2019, Hời đón nở về cùng sống chung với người yêu là Lee Chi Won, sinh năm 1979, quốc tịch Hàn Quốc, tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Do vợ cũ thường xuyên điện thoại ghen tuông và mâu thuẫn sinh hoạt thường ngày giữa cháu nở và Hời, Lee Chi Won bỏ về Hàn Quốc. Đến 14 giờ ngày 1 tháng 2 năm 2019, vì tức giận, Hời đã dùng tay bóp cổ cháu nở đến chết tại khách sạn HI, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà và bỏ xác cháu nở vào túi, phi tang xuống sông Hàn, khu vực cầu Thuận Phước. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh với Bùi Văn Hời và xác định vị trí tìm kiếm thi thể của cháu nở để điều tra xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.